Kính thưa quý vị và các bạn, học sinh có được sử dụng điện thoại trong trường học hay không luôn là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc cho hay không cho trẻ mang điện thoại thông minh đến trường không phải chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề của toàn cầu. Ngày 26 tháng 7, UNESCO đã đưa ra lời kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Điều này không phải dựa trên cảm tính, mà từ các nghiên cứu khoa học của cơ quan này trên thực tế tại nhiều nước khác nhau. Sau đây là những thông tin đáng lưu ý. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có tới gần 90% trẻ em Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, nhưng chỉ có khoảng 35% các em được học về cách bảo vệ mình trên môi trường mạng. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh vấn đề chất lượng học tập, còn có nhiều vấn đề khác phải tìm đến, như vấn đề bạo lực, bắt nạt cũng có thể nảy sinh. Thực tế, từ năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư số 32 quy định về các hành vi học sinh không được làm, trong đó quy định nêu rõ. Học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Theo đó, hiện nay, nhiều trường học đã áp dụng biện pháp hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học, thậm chí cấm sử dụng điện thoại trong trường học kể cả giờ ra chơi. Tuy nhiên, quy định này chỉ cấm sử dụng điện thoại trong lớp học, chứ không cấm học sinh mang điện thoại vào lớp. Hiện nay thì nhiều trường học tại các địa phương có những cách áp dụng khác nhau, dẫn đến thiếu thống nhất, chưa đồng bộ. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho rằng, hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin, điện thoại smartphone trong môi trường học đường cũng rất tiện ích. Nhiều bộ môn, học sinh cần có điện thoại để tra cứu thông tin, sao chụp tài liệu. Vì vậy, không khuyến khích cấm tuyệt đối, mà cần hướng dẫn sử dụng một cách hợp lý, linh hoạt, đặc biệt là vai trò quản lý của giáo viên từng môn học. Có thể thấy rằng, việc sử dụng công nghệ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, điều quan trọng là cân bằng được giữa việc sử dụng thiết bị điện tử với thời gian học tập, giải trí và nghỉ ngơi. Trên thực tế, tuổi trung bình sử dụng Internet của học sinh Việt Nam là 9 tuổi, sớm hơn so với ước tính chung của thế giới là 13 tuổi. Việc quản lý điện thoại trong trường lại càng đặt ra bức thiết. Hơn nữa, với lời kêu gọi của UNESCO, đã đến lúc chúng ta cần phải có những quy định đồng bộ và rõ ràng hơn từ phía cơ quan quản lý vì một môi trường học đường lành mạnh và có chất lượng. Một sự kiện bình luận tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.